ok chẳng hạn. Cô gì đấy? Mấy đứa mày làm cái gì nhà tao đấy? Cô à? Dạ. Cháu đang bảo cô là cháu lắp thêm cái ổ điện đây để cháu lắp cái quạt. Lắp cái gì nữa, nhà đầy đủ tiện nghi hết rồi. Bây giờ đập ra nữa nó sập nhà xuống thì tao lấy cái gì mà cho người ta thuê? Cô ơi, bây giờ lắp cái bóng điện cũng bình thường cô. Vì trong này nó cũng nóng nữa. Đập như thế mà bảo là bình thường, nhớ tao nó sập xuống rồi chứ nhà tao cũng còn nói không. Nó thương nó khổ sở gì nó năn nỉ ra cho thuê, bây giờ về đập phá như thế. Thôi thế tốt nhất hơn nhất là ở thêm một vài hôm nữa rồi đi tìm chỗ khác thuê thôi nhá. Cô không cho thuê nữa đâu, bây giờ cô để thế để cô cho người khác thuê em được. Anh Kiên ơi. Ơi. Làm gì đây? Anh đang nhóm bếp để nấu canh. Nấu canh á? À? Ừ. Sao làm gì vậy? Để nắp anh nắp hộ anh cái bóng điện mà. Nắp cái dây điện để tối nấu canh. Ừ. Quạt ra mà cho đang ngủ cho mát. Nhưng mà lắp bây giờ chủ nhà không có nhà chưa hỏi xem là ý kiến như nào. Thì mình cứ nắp đi cho người hỏi sau. Chưa hỏi á? Chưa tối qua quên mất không hỏi. Thôi cứ nắp đi, tại vì nắp cái điện này có gì đâu. Đúng rồi, nắp, nắp cái... tối ngủ cho mát. Tối mình bảo người ta cũng được mà. Vừa nắp, nắp ở đâu? Nắp ở đây. Đấy, nắp, làm cái dây này xong là làm cái dây xong rồi nối nối này này. Ừ. Để làm ổ cắm ấy. Làm ổ cắm, ừ, cắm, cắm quạt, cắm cơm gì đấy. Cho dễ. Thì bây giờ nắp thêm cái ổ đây để cho đỡ nóng được nhỉ. Đấy, ừ, tối ngủ nóng lắm. Được. Thế thì bây giờ anh em giúp tôi lắp tôi hộ tôi nhá. Ừ, vâng. Thế cần lắp bây giờ phải ấy ra chứ, bây giờ phải xem lấy cái thì, đóng mấy đinh hai cái đinh ở đây à? Đóng đinh để tí nữa anh công như điện từ từ cột điện vào đóng đây. Đóng buộc vào. Đóng đóng vào đây này. Đóng đóng vào đi. Đây anh lấy cái búa. Đây đây, lấy búa này, búa này. Đóng đóng ở đây. Mày đóng cho anh hai cái vào chỗ này này. Đóng đóng hai cái vào đấy. Để. Thôi lát nữa đóng của anh một dàn vào đây để anh treo quần áo này là anh cũng đóng ra một dàn đây để anh treo quần áo ấy. Ừ. Thế hôm nay không làm gì mà sang đây à? Ừ, hôm nay rảnh mà. Này đây nhầm nào. Ồ, chỗ đấy nó cứng lắm, nóng em. Đây. Nóng vào những cái khuy này này thì nó bị làm nó mấy cái khe ấy. Đóng vào chỗ này mà. Cứ đóng không? Chỗ đấy nó ấy đây, em đóng đây này. Nó mấy cái này. Vâng. Rồi làm tí điện vào rồi nè. Ăn cơm chưa? Anh chưa, anh nấu cơm chuẩn bị làm mà. Ờ ok, chẳng hạn. Cô gì đấy? Mấy đứa mày làm cái gì nhà tao đấy? Cô à? Dạ. Cháu đang bảo cô là cháu lắp thêm cái ổ điện đây để cháu điện lắp cái dây quạt. Lắp cái gì nữa, nhà đầy đủ tiện nghi hết rồi. Đây là đập ra nữa, nó sập nhà xuống thì tao lấy cái gì mà cho người ta thuê? Đâu, cho lắp không, cháu lắp quẹt, lắp thêm ổ điện thôi. Lắp cho mày thuê để mày ở tạm vợ cho đỡ khổ sở, nó thương mày cho mày thuê mà bây giờ mày kéo một bè kéo lũ đến mày đập phá nhà tao à? Không, bọn cháu có đập phá gì đâu. Hôm qua bọn cháu định bảo là lắp hộ anh cái bóng điện luôn. Tao đã thấy chúng mày xin sỏ gì đâu, tao nói gì đâu, bây giờ làm cái gì trong nhà tao tao đã cho thuê rồi thì phải báo thông báo với tao chứ. Hôm qua cháu định thuê cô nhưng mà cô không có nhà. Không có nhà thì phải đợi về nói, bây giờ tao đi về thấy đập tường cứ rình rình ấy. Dạ cô ơi, bây giờ lắp cái bóng điện cũng bình thường cô. Vì trong này nó cũng nóng nữa. Đập như thế mà bảo là bình thường, nhớ tao nó sập xuống thì nhà tao cũng còn nói không. Nó thương nó khổ sở đi, nó năn nỉ ra cho thuê, bây giờ về đập phá như thế. Bây giờ lắp cái bóng điện để tối cháu ngủ cháu đỡ nóng, bây giờ chứ ngủ đây nó hơi nóng. Hơi nóng thuê thì bây giờ nó thương lấy rẻ tiền thì chỉ có thế thôi, chứ làm sao mà cứ đòi hỏi hết được cái này cái kia. Nóng quá thì đi thuê nhà khác tìm điều hòa mà thuê chứ ở đây không lắp được như thế đâu. Không ý cháu mà không phải chê hay là gì cả, nhưng mà cháu xin cô là cho cháu lắp thêm cái ổ cắm để cháu cắm thêm điện vào đây thôi. Từ đây có mua cái bóng đèn nên mua cái dây thì là nhiều khi là nóng quá tối ngủ không có cái gì để mà quạt đấy, nó hơi nóng. Bây giờ làm cái gì cũng phải có lý do, phải xin phép đàng hoàng chứ. Cháu bây giờ lắp cái dây điện thôi mà cô làm gì gắt cho nó thế. Không phải là gắt hay không, nhưng mà bây giờ nhân lúc đi vắng, bây giờ ở nhà đập phá như thế, nếu sập cái nhà xuống thì ai đền, ai chịu trách nhiệm, nó mất tiền nó chịu trách nhiệm không? Vâng, cô cháu rút kinh nghiệm. Cô cháu rút kinh nghiệm, cô bỏ qua cho cháu bây giờ, tại vì cháu tưởng là lắp cái ổ đập phá này nó cũng bình thường nên là không hỏi ý kiến cô trước. Nếu mà cảm thấy mà mất tiền quá thì thôi, đi thuê chỗ khác đi, tôi cũng không cho thuê nữa đâu. Cô bị chịu, bọn cháu thì bọn cháu rỡ ra thôi, điểm cháu ra.
Thôi thôi mày mày cháu ăn thôi. Thôi tốt nhất hết nhất là ở thêm một vài hôm nữa rồi đi tìm chỗ khác thuê thôi nhá. Cô không cho thuê nữa đâu bây giờ. Dạ. Cô để thế để cô cho người khác thuê em được chứ bây giờ mai ngày kia cô đi vắng mà chú mày nhà chú này đập phá nữa thì thôi cô cũng không cho thuê nữa đâu. Chú về chú lại mắng ấy. Chú cũng quá tính lắm. Cô thương nó là nó đến nó khổ sở nó kể là nó phải sống ra ngoài ở riêng bây giờ. Cho thuê ở như thế này là ta sẽ cảm thấy là rộng rãi lắm rồi. Bây giờ cô đuổi cháu đi rồi, cháu biết đi đâu rồi. Anh cho thuê được mỗi chỗ này thôi, đúng rồi. Đi đâu thì không biết đâu nhưng mà đấy nếu mà cảm thấy thế cô cho ở thêm 1-2 hôm nữa rồi đi tìm được là chuyển đi thôi chứ cô không cho ở nữa đâu. Cô đỡ cháu, anh cho cháu thêm một vài hôm nữa cho ở thì cháu sẽ giết tiền, cháu gửi cả cô cả tiền luôn. Bây giờ thôi nếu mà cô không đồng ý cho cháu lắp thêm ổ cắm thì cháu không dỡ ra, không dỡ ra đi việc. Nhà đầy đủ hết rồi, đấy cứ ở thêm 1-2 nữa thôi rồi thì chuyển đi nhá cô. Để cô cho người khác thuê em rồi. Thôi chứ cô... Chứ bây giờ cô, nó đã bảo nó không có tiền cho thuê rẻ rồi. Thì phải biết thường chứ bây giờ đập phá nhà người ta ra thường biết các thứ đang yên ổn như thế này nó sập xuống một phát là không ai chịu trách nhiệm được. Vâng, cháu không có tiền thuê nó cho thuê nữa. Dạ vâng, cô thôi cô thương cảm cháu nhé, cháu không nói đâu. Cô không nói được, cô không thương cảm cháu. Thôi nhá, mấy thằng đừng có mà làm nữa đấy. Rồi, thu xếp một chuyến đi nhá, tìm chỗ trọ nhá. Đi lại quá, lại bà quá, già chỗ khác ở. Bây giờ anh thật tìm cho một chỗ nào cho anh kia. Anh ơi, bây giờ tôi để anh tìm cho anh tìm kiếm cái nào nó tiện nghi hơn chút. Chỗ này lụp sụp quá, nóng lắm. Mùa ở đây mùi nhà cũng chịu không? Mấy cái mùi anh giúp vậy. Mùi nào về mẹ không không có quạt giúp. Năm nay làm sao được nóng? Thôi mấy anh em lại đi, mấy anh em có gì thì bận gì cứ đi về đi lát tôi ăn cơm xong tôi đi làm bây giờ. Thôi thì anh em về. Tại xíu nữa thì anh ăn uống vào rồi đi làm nhá. Anh ăn vào đi làm. Thế có ăn gì không? Mua thì ít đồ cho. Thế chiều, à tối sang đây chơi với anh nhá. Thôi tối sang đây. Tối sang nhá. Tối sang mà chơi. Anh ăn đi rồi đi làm nhá. Ăn về đi nhá. Về nhà về cẩn thận nhá. Vâng. Bây giờ là nắp ví điện mà người ta không cho. Đến khổ. Bà chủ nhà quá tính quá.